Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món gỏi vô cùng ngon và lạ miệng, đó chính là gỏi khổ qua xanh. Nói đến khổ qua thì quý cô bác cũng biết là rất là mát cho cơ thể. Khổ qua có vị đắng, tính thì mát, rất thích hợp để dùng làm món ăn cho ngày hè. Nghe nói đến gỏi khổ qua nghe cũng là lạ phải không quý cô bác? Nhưng mà sau khi hoàn thành, khổ qua rất là giòn và không hề có vị đắng. Trộn với một ít rau thơm, khô cá đuối chay, cà rốt, một ít trà bông chay và nước mắm chay chua ngọt nữa, món gỏi khổ qua này ăn rất là ngon luôn. Món này thì quý cô bác dùng để ăn chung với cơm nha. Quý cô bác đang xem video, nếu thấy thích món gỏi khổ qua xanh mẹ em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nhé. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Để tiết kiệm thời gian thì em đã bào khổ qua và cà rốt xong rồi. Chọn khổ qua thì quý cô bác chọn khổ qua tươi, trái khổ qua nở gai để cho phần khổ qua nó không có bị đắng nhiều. Khi bào thì quý cô bác bào cho thật là mỏng như thế này. Chủ yếu bào mỏng là mình sẽ làm cho khổ qua thấm gia vị, và trong lúc ngâm với nước đá thì khổ qua loại bỏ bớt vị đắng nha. Ở đây em có 150g khổ qua và đây là 100g cà rốt. Phần cà rốt em đã thái sợi nhỏ như thế này rồi nè. Cần có một ít rau để trộn cho nó thơm thơm và một quả chanh. Rau để trộn thì quý cô bác có thể sử dụng ngò rí, rau thơm, rau cần, rau thơm. Và ở đây em có 50g khô cá đuối chay. Khô cá đuối chay ở video trước em có làm đó quý cô bác. Quý cô bác nào mà chưa xem video đó thì hãy xem ủng hộ em luôn nha. Nếu không dùng khô cá đuối chay thì quý cô bác có thể dùng các loại chả chay hoặc là nấm dai để mình thay thế cũng được nha. Ở đây em có một ít đậu phộng rang. Và gia vị nêm thì em sử dụng một muỗng canh đường và một muỗng cà phê muối. Lượng đường có thể tăng hoặc giảm tùy theo khẩu vị của quý cô bác nha. Ở đây em có một ít tỏi băm và ớt băm. Một trái ớt này để chút xíu em sẽ trang trí. Tiếp theo không thể nào thiếu đó chính là trà bông chay. Trà bông chay thì em chọn trà bông gà chay. Đây là loại trà bông làm từ lát gà chay và sơ đậu nành. Còn quý cô bác thì có thể chọn các loại trà bông nào mà quý cô bác thích cũng được nha. Đây là những thành phần làm nên trà bông gà chay. Thành phần thuần chay luôn đó quý cô bác. Ở đây em có một ít nước mắm chay và một ít dầu ăn nữa. Nguyên liệu đã xong rồi đó, bây giờ bắt đầu làm thôi. Đầu tiên em sử dụng một cái tô lớn, cho vào đây một viên đá to và cho vào đây thêm một ít nước. Bây giờ em sẽ cho khổ qua bào mỏng vào đây nha. Phần khổ qua quý cô bác cần phải bào cho thật là mỏng, càng mỏng sẽ càng tốt. Bây giờ sẽ cho vào ngâm đá thôi. Ngâm đá sẽ giúp cho khổ qua giòn hơn và loại bỏ bớt đi vị đắng trong khổ qua. Nếu quý cô bác nào mà thích vị đắng của khổ qua thì bỏ qua cái bước này. Sau khi mình bào khổ qua xong thì mình có thể trộn gỏi luôn cũng được. Không ngâm với nước đá thì quý cô bác cần phải cho khổ qua vào trong tủ lạnh khoảng 30 phút để cho khổ qua giòn hơn. Chúng ta mang đi trộn gỏi thì gỏi sẽ ngon hơn nha. Cho hết khổ qua vào rồi, bây giờ thì bắt đầu cho muối vào thôi. Muỗng cà phê muối mà lúc nãy em đã chuẩn bị nè, bây giờ sẽ cho hết vào đây luôn nha. Rồi bây giờ thì cho thêm nước vào, cho phần nước ngập khổ qua nha. Sau khi cho nước vào thì quý cô bác cứ trộn đều lên. Để cho cái viên đá này nó nằm lên trên đi, cho nó thấm đều. Để viên đá nằm ở trên thì cái chất lạnh nó sẽ tỏa đều hơn. Rồi bây giờ em sẽ ngâm khổ qua này trong vòng 20 phút nha. 20 phút sau em sẽ vớt khổ qua ra và rửa lại cho thật sạch. Như vậy là sử dụng để làm gỏi được rồi đó. Trong lúc chờ khổ qua thì em sẽ đi pha phần nước chấm. Sử dụng một cái chén, sau đó thì cho tỏi băm và ớt băm vào. Tiếp theo nữa là một muỗng canh đường và một muỗng canh nước cốt chanh. Rồi bây giờ thì khuấy đều lên. Thêm vào đây một muỗng canh nước mắm chay. Phần nước chấm này em pha xong thì em sẽ dùng để trộn gỏi luôn. Nhìn cái chén nước chấm hấp dẫn ghê luôn á. Quý cô bác nào mà ăn chay mình không có dùng tỏi thì có thể dùng lá chanh, lá bưởi hoặc là lá trúc để làm nước chấm cũng được, cũng đều rất là thơm. Hoặc là chúng ta dùng vỏ tắc để làm nước chấm cũng được. Dùng các loại lá trên thay thế cho tỏi thì nước chấm cũng rất là thơm ngon. Phần nước chấm đã xong rồi, bây giờ em sẽ đi chiên khô cá đuối chay nha. Nếu không dùng khô cá đuối chay để làm gỏi thì quý cô bác có thể sử dụng các loại chả chay, nhưng mà cần phải chiên cho vàng nha.
hoặc là đậu hũ cũng được, ván đậu hoặc là tàu hũ kỳ, hay còn gọi là phù trúc đó quý cô bác. Đối với khô cá đuối chai này thì chiên nó rất là mau vàng, cho nên khi mà thấy dầu nóng mình để vào mình chở đều một chút xíu là nó vàng ngay. Chưa đầy một phút nữa là khô cá đuối chai đã chín rồi đó. Lúc chiên khô cá đuối chai thì quý cô bác cần phải vặn cho thật là nhỏ lửa để khô không bị cháy khét nha. Đây là nguyên liệu đi kèm để cho món gỏi không có bị đơn điệu, cho nên quý cô bác mình thích sử dụng các nguyên liệu gì thì sử dụng nấy. Miếng khô cá đuối em mới để vào mà bây giờ nó vàng rồi nè. Nhìn ngon ghê luôn á. Mùi của nó thơm ghê luôn quý cô bác ơi. Bây giờ em sẽ chiên tiếp tục và gấp những cái miếng này ra nha. Nghe nói là gỏi khổ qua, chắc quý cô bác đang tưởng tượng trong đầu nó sẽ rất là đắng phải không? Nhưng mà thật sự khi làm gỏi xong thì khổ qua không hề bị đắng. Và nó rất là giòn luôn. Món này rất ngon và lạ miệng. Quý cô bác có thể làm để đãi những bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình của mình. Khô cá đuối chai sau khi chiên xong thì quý cô bác cắt sợi nhỏ như thế này. Để chút xíu chúng ta cho vào trộn gỏi thì gấp nó dễ hơn, ăn nó sẽ tiện hơn. Cũng đã cắt xong khô cá đuối rồi, bây giờ đi kiểm tra xem khổ qua ngâm như thế nào rồi nha. Sau 20 phút ngâm thì khổ qua nó ra cái nước màu đục đục. Bây giờ em sẽ vớt khổ qua ra, mang khổ qua đi rửa lại vài lần ở nước sạch. Sau đó thì để khổ qua cho thật là ráo nước rồi chúng ta mới mang đi trộn gỏi nha. Bây giờ em sẽ bắt đầu trộn gỏi. Đầu tiên là cho khổ qua vào trong một cái thau nè. Tiếp theo nữa là cho cà rốt thái sợi vào. Nhìn những cái miếng khổ qua ngon ghê luôn ha. Miếng khổ qua bây giờ nó đã trong suốt và không còn vị đắng nữa. Thêm màu đỏ của cà rốt nữa, nhìn đẹp mắt quá. Bây giờ thì cắt rau vào thôi. Rau thì quý cô bác có rau gì thì mình trộn rau nấy thôi. Như là rau nhấp cá nè, rau thơm, hoặc là ngò gí, hoặc là cần tàu cũng được. Phần nước mắm chua ngọt thì em đã chừa lại phân nửa để mình chấm rồi, còn phần nửa này em sẽ trộn vào gỏi luôn. Phần đậu phộng rang em đã cà nhuyễn rồi, và bây giờ thì cho vào đây phân nửa, còn phần nửa để chút xíu em sẽ cho lên trên bề mặt đĩa gỏi để trang trí nha. Cho luôn phần khô cá đuối đã cắt sợi vào, rồi bây giờ em sẽ trộn đều lên nha. Quả là nhiều màu sắc luôn quý cô bác ơi. Trộn xong thì quý cô bác để khoảng 10 phút cho phần gỏi thấm gia vị, sau đó thì chúng ta mới cho ra đĩa và thưởng thức nha. Nhìn cái đĩa gỏi hấp dẫn ghê chưa? Bây giờ em sẽ cho hết cái phần thau gỏi ra đĩa luôn. Chắc đầy cái đĩa này luôn quá, nhìn quá là hoành tráng. Đã xong cái đĩa gỏi rồi đó, nhưng mà cần phải cho lên trên một ít trà bông chai. Rắc thêm nhiều trà bông chai ăn cho nó ngon nè. Rồi thêm đậu phộng rang nữa chứ.
trang trí lên trên một cái hoa ớt nữa. Như vậy là món gỏi chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Nhìn hấp dẫn chưa quý cô bác? Quả là ngon luôn. Để ăn kèm thì em sẽ sử dụng đó chính là nước mắm chay chua ngọt nha. Gỏi khổ qua xanh sau khi hoàn thành, nó có nhiều màu sắc nhìn rất là đẹp mắt. Khi ăn thì khổ qua rất là giòn và không có vị đắng. Khô cá đuối thì dai dai, mặn mặn ngọt ngọt và cay cay. Cà rốt thì giòn ngọt tự nhiên, có một chút bùi béo của đậu phộng và thơm thơm của rau. Chấm cùng một ít nước mắm chay chua ngọt, mặn mặn ngọt ngọt và cay cay nữa. Rất là hấp dẫn luôn phải không quý cô bác? Món này dùng để ăn cơm thì ngon còn gì bằng. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo mà em đăng lên nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!